Mục sư gây tranh cãi người Nam Hàn Sun Mun Mun đã qua đời ở tuổi 92, tên từ Hãng Thành. Giáo phái Hợp Nhất cho biết người sáng lập giáo phái của họ là mục sư Sun Myun Mun đã từ trần vào ngày hôm nay tại một bệnh viện ở thủ đô Hãng Thành, thọ 92 tuổi. Ông Mun chẳng những để lại một tổ chức tôn giáo có tính cách khải huyền mà còn để lại một vương quốc có mặt trên toàn cầu, có tài sản trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim. Giáo phái Hợp Nhất có những hoạt động phát hành sách báo, giáo dục, bất động sản, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và có cả một nhà máy chế súng. Mục sư Mun sinh năm 1920 tại một nơi bây giờ thuộc về Bắc Hàn. Ông lập ra giáo phái vào năm 1954. Người Hoa Kỳ gọi tín đồ của ông là Munis khi mà giáo phái ngày càng nổi tiếng với những chiến thuật mờ ám nhằm thâu nạp thêm tín đồ và kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt của họ. Giáo sư Tak Chi-in dạy về tôn giáo tại trường Đại học Tin lành Busan ở Nam Hàn, tin rằng giáo lý của ông Moon có mục tiêu tối hậu là lập ra một vương quốc thiên đàng trên bán đảo Triều Tiên do ông làm vua. Điều này được thể hiện bằng nhiều hoạt động kinh doanh, tất cả là để phục vụ cho mục tiêu đó. Dần dà, ông Moon cũng tìm cách gây ảnh hưởng lên chính trị của cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ. Trong những năm thập niên 70, ông bị nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra. Đến năm 1982, ông bị tù 13 tháng trong nhà giam liên bang Hoa Kỳ về tội trốn thuế. Dù mang tư tưởng chống cộng, ông Moon về sau này cũng đã gác lại lập trường đó để làm ăn với lãnh tụ Kim Nhật Thành, người đã lập ra nhà nước Bắc Hàn, nơi ông Moon đã bị cầm tù trong những năm của cuối thập niên 40.